Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần số 35, ôn tập đo lường, ôn tập kiểm đếm số lượng và lựa chọn khả năng, ôn tập chung. Phiếu bài tập cuối tuần, môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở phiếu của chúng mình ra, tuần số 35, trang 71 nào. Rồi, cái phần họ tên và phần lớp này thì chúng ta điền theo tên và lớp của mình đang học các em nhé. Mình sẽ đến với cái bài số 1 nè. Đặt, tính, rồi tính. Như vậy ở đây mình sẽ có 4 cái phép tính nè. Chúng ta sẽ cùng đặt tính để chúng ta thực hiện nha. Phép tính thứ nhất này, 5, 2, 8 này, cộng 47 này, được chưa? Đấy, như vậy đây là một phép tính cộng. Và có 4 cái phép tính này thì thầy sẽ kể cả 4 cái phép tính này luôn. 1 phép tính, 2 phép tính, 3 phép tính, 4 phép tính. Rồi, 8 cộng với 7 thì bằng bao nhiêu? 10, 15 nè, viết 5 nhớ 1 nè. 2 này các em nhớ 1 sẽ là mấy? Là 3. Vậy thì 3 cộng 4 là 7 nè. 5 này, chúng ta hạ 5 nè. Được chưa? Đấy, chú ý đặt đúng hàng chục và hàng đơn vị đây nhá. Phép tính tiếp theo, 1, 4, 9 nè, trừ 63. 63. 9 trừ 3 thì bằng 6 này. 4 không trừ 6 các em mượn 1. 14 trừ 6 thì bằng 8 này. 1 trả 1. Đúng không? Thì bằng 0. Như vậy đây chỉ còn bao nhiêu? 86. Phép tính tiếp theo này. 2, 5, 4 này. Cộng với 4, 3, 6 này. 4 cộng 6 thì bằng 10, viết 0 nhớ 1 này. 5, các em nhớ 1 là 6. Vậy thì 6 cộng 3 bằng 9. Và 2 cộng với 4 thì bằng 6 nè. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo. 8, 7, 1, trừ 5, 3, 5. Được chưa? 1 không trừ cho 5, chúng ta mượn 1. 11 trừ đi 5 thì bằng 6 nè. 7 này các em trả 1 thì sẽ còn 6. Vậy thì 6 trừ 3 bằng 3. Được chưa? 8 trừ đi 5 bằng 3. Đấy, như vậy kết quả ta sẽ là 3, 3, 6. Xong chưa? Rồi, mình sẽ sang bài số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Như vậy ở đây câu A này, các em quan sát. Câu A là cái bức hình này. Đây là một cái cân có hai đĩa đúng không? Đấy, và đây nó đang ở mức gì? Thăng bằng này. Bên cái dĩa cân này này là một cái bao gạo. Và bên này là có những quả cân này. 2kg, 5kg, 1kg. Vậy ta hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg? Thì mình chỉ cần gì? Cộng cái này thôi. 2 cộng với 5 là 7. 7 cộng với 1 là mấy? 8 này. Như vậy thì bao gạo sẽ nặng là 8kg. Xong chưa? Rồi, tương tự như vậy ở câu B. Rót đầy 3 can 5 lít. 3 cái can 5 lít này. Từ can chứa đầy dầu. Đấy. Vậy thì can này của chúng mình bao nhiêu? 20 lít. Mà ở đây thì chúng ta chỉ rót bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 3 can. Mỗi can 5 lít. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy 3 can này sẽ là 5 nhân với 3. Đúng không? Thì được bao nhiêu? 10, 15 lít. 3 can này có tổng là 15 lít. Mà can này chúng ta chứa bao nhiêu? 20 lít. Vậy thì muốn biết còn lại bao nhiêu, mình lấy 10, 20 trừ đi 10, 15 lít. Như vậy trong này sẽ còn mấy? 5, 5 lít nhá. Đấy, vậy thì đây sẽ còn lại là 5 lít dầu. Xong chưa? Rồi, bài số 3.
nối mỗi cái phép tính với kết quả của phép tính đó này. Đây các em nhìn thấy ở trên này là những phép tính này, ở dưới cũng là các phép tính, và ở giữa đây là những con số, và các con số này chính là kết quả này. Chúng ta làm nhé. 8 chia cho 2, như vậy các em thấy 8 chia 2 thì bằng mấy? À, 8 chia 2 thì sẽ được 4 này, mình sẽ nối với 4 này, đúng không? 2 nhân 6, chúng ta biết nó bằng bao nhiêu? 10, 12 này. Đấy. 40 chia cho 5. Đấy, trong bảng chia 5, 40 chia 5 thì bằng 8 này, đúng không? 30 chia cho 5 thì được 6, đúng không nào? Đây, 6 đây. Đấy, các em nhà nhìn cho đúng thôi. 5 nhân 6 là bao nhiêu? 3, 30 này. Đấy, 5 nhân 6 đây. Rồi, sang đây. 2 nhân 3. À, 2 nhân 3 thì sẽ bằng 6 này. 20 chia cho 5. Đây, bảng chia 5. 20 chia 5 bằng 4, đúng không? 16 chia 2 thì được mấy? À, được 8, đúng không nào? Đó. 2 nhân 9. Bảng nhân 2 quá dễ rồi, đúng không? 2 nhân 9 18. 5 nhân 9 bằng 40, 45. Xong chưa? Đấy, bài số 3 xong nhá. Rồi, sang bài số 4. Đúng thì mình sẽ ghi chữ đờ này, sai thì chúng ta sẽ ghi chữ gì? Chữ F này. Trong thùng có 2 quả bóng xanh. Đây, thầy ghi là 2 xanh thôi. 2 xanh này, 3 vàng. Được chưa? 2 xanh 3 vàng này. Được chưa? Việt không nhìn vào thùng. Đây, giống như cái trò chơi là chúng ta chơi cái trò chơi tam sao thất bản, đúng không? Việt không nhìn vào thùng, lấy ra 4 quả bóng. Lấy ra 4 quả này. Tức là bạn ấy sẽ lấy ra là 4 quả nha. 4 quả sẽ được lấy ra, câu A này. Trong 4 quả bóng lấy ra, chắc chắn có ít nhất 1 quả bóng xanh. Như vậy mình thấy này, xanh ở đây mấy? 2. Vàng ở đây có mấy? Có 3 này. Vậy thì trong tình huống này mình sẽ lấy 3 quả vàng thì chắc chắn phải có được gì? 1 quả xanh, đúng không? Đấy, vậy thì đây là cái điều chắc chắn có thể xảy ra này. Nên là câu này sẽ là câu gì? Câu đúng nhá. Mình sẽ ghi ở đây chữ gì? Chữ đờ này. Được chưa? Rồi, câu B này. Cũng là bạn Việt đó, bạn lấy ra 4 quả bóng này. Thì câu B. Trong 4 quả bóng lấy ra, không thể có 4 quả bóng màu vàng. Bóng vàng chỉ có mấy thôi? 3 quả thì không thể có 4, đúng không? Đúng nào. Vậy thì đây là điều gì? Đúng. Đúng không? Rồi. Trong 4 quả bóng lấy ra, có thể có 3 quả bóng xanh. Có thể 3 xanh được không? Bóng xanh ở đây chỉ có 2 quả mà làm sao có 3 được. Nên câu này sẽ là câu gì? Không thể xảy ra. Đúng không? Sai. Rồi. Trong 4 quả bóng lấy ra, chắc chắn có ít nhất 2 quả màu vàng. Cái điều này có thể không? 4 quả lấy ra thì 2 quả chắc chắn là xanh rồi nè. Đấy, vậy thì còn lại sẽ là gì? Vàng. Như vậy xanh đã 2 quả rồi thì vàng sẽ còn là gì? 2 quả. Như vậy đây sẽ là gì? Đúng nhá. Được chưa? Rồi, chúng mình đã hoàn thành được cái bài số 4. Sang cái bài tiếp theo, bài số 5. Câu A này. Trong vườn có 156 cây bưởi. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 37 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam. Đấy, vậy thì đây là dạng toán gì? Nhiều hơn một số đơn vị, đúng không? Quá dễ rồi, không phải giảng nữa nhá. Chúng ta trả lời luôn này. Trong vườn có bao nhiêu cây cam? Ta sẽ trả lời Trong vườn à, có số cây cam là, được chưa? Đấy, có số cây cam là, hoặc là các em cũng có thể viết lời giải là số cây cam trong vườn có là. Đấy, cũng được nha. Như vậy đây chúng ta có bao nhiêu? 1, 5, 6 này là số cây gì? Cây bưởi này, cộng với phần nhiều hơn này
tức là cộng cho 30, 3, 17. Đó, các em thực hiện phép tính cộng. 1, 5, 6, cộng 30, 7 nè. 6 với 7, 13, viết 3 nhớ 1. 5, nhớ 1 là 6, vậy thì 6 cộng 3 sẽ là 9. 1 hạ 1. Ta sẽ có là bao nhiêu? 190, 93 cây. Rồi, và đến đây chúng ta chỉ việc ghi gì? Đáp số. Như vậy thì trong vườn sẽ có 193 cây. Cây gì? Cây cam nhá. Rồi, sang bên này. Bài toán B. Bác Lan có 5 can nước mắm, 7 can nước mắm. Mỗi can thì đựng 5 lít. Hỏi bác có tất cả bao nhiêu lít? 7 can này, mỗi một can là 5 lít này. Vậy thì 5 này được gấp lên mấy lần? 7 lần này. Đấy, vậy chúng ta sẽ trả lời nhanh gọn lẹ nha. Bác Lan có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? Ta sẽ trả lời bác Lan có số lít nước mắm là, được chưa? Có số lít nước mắm là mỗi một can là 5 lít. Đấy, các em phải lấy 5 nhân với 7 nhá, chứ không lấy 7 nhân 5 nhá. Nhân với số lượng đây là 7, 7 can. Như vậy thì 5 nhân 7 là 30, 35 lít. Và chúng mình ghi đáp số bao nhiêu? 30, 35 lít gì ghi rõ? Lít nước mắm. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, chúng ta cùng đến bài số 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A này. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? Đây, các em nhìn thấy đây. Kim giờ này. Qua số 5 này. Kim phút là số mấy? Số 3 này. Như vậy thì nó sẽ là 5 giờ bao nhiêu? 10, 15 phút. Được chưa? Đấy, vậy thì đây sẽ là 5 giờ 15 phút này. Đâu? 5 giờ 3. Đây, chính là đáp án C nhá. Rồi, câu B. Nếu ngày 10 tháng 5 là thứ 3, thì ngày 19 tháng 5, 19 tháng 5 chính là ngày sinh nhật của bác Hồ kính yêu chúng mình nhá, sẽ là ngày thứ mấy nè? Các em chú ý nè, cách mà chúng ta tính nè. Ngày 10 nè là thứ mấy? Thứ 3. Được chưa? Vậy thì ta hỏi đến ngày 19 là thứ mấy? Vậy thì các em có thể dịch chuyển đi nè. 11 sẽ là thứ 4 nhá, thầy viết số nè. 12 là thứ 5. 13 là thứ 6 nè. 14 nè là ngày thứ 7 nè. Được chưa? Ngày 10, 15 nè sẽ là chủ nhật nè. 16 nè là thứ 2 nè. Được chưa? 17 nè là thứ 3 này. 18 này này là thứ 4 này. Và ngày 19 này này sẽ là ngày thứ 5. Đấy, vậy thì sẽ rơi vào ngày thứ 5 này các em. Đây, thứ 5 này. Đấy. Như vậy đây là một cái cách tính dạng liệt kê. Còn nếu em nào mà nhanh á, thì chúng ta có thể thấy này, ngày 10 cho đến ngày 19 này, 10 này cộng với 7, tức là ngày 17. Một tuần có 7 ngày đúng không? Vậy thì ngày 17 sẽ là thứ 3. Đấy. Được chưa? 18 sẽ là thứ 4. Vậy thì 19 đây nó sẽ vào thứ gì? Thứ 5. Đấy, cách này chúng ta sẽ tính nhanh hơn nhé. Nhanh hơn cái cách mình liệt kê chi tiết như này. Đấy, nhưng mà kết quả đây đều là thứ gì? Thứ 5 cả này. Rồi, sang bài số 7 nè. Bài số 7 thì yêu cầu là tính nè. Vậy câu A này. Cộng và phép tính gì? Trừ này. Thì nhiệm vụ chúng mình sẽ thực hiện gì? Cộng trước. Từ bên tay trái sang
573 cộng 2, 6, 4. 3 cộng 4 bằng 7 nè. 7, 6, 13, viết 3 nhớ, nhớ 1. 5 này, các em nhớ 1 sẽ là 6. Vậy thì 6 cộng 2 là 8. Vậy chúng ta sẽ được 8, 3, 7 nè. 8, 3, 7. Giờ mình sẽ trừ cho bao nhiêu? Trừ 60, 67. Được chưa? 8, 3, 7 nè. Trừ 6, 7. 7 trừ 7 bằng 0 nè. 3 không trừ cho 6, chúng ta mượn 1. 13 trừ 6 thì bằng 7 nè. Được chưa? 8 kem trả 1 thì sẽ còn mấy? 7. Như vậy đây sẽ là bao nhiêu? 7, 7, 0. 7, 7, 0. Rồi, sang câu B này. Phép tính trừ này, đây là phép tính gì? Tính cộng này. Ta sẽ lấy 9, 2, 6 trừ 7, 3, 1. 6 trừ đi 1 thì bằng 5. 2 không trừ cho 3, mượn 1. 12 trừ 3 thì bằng 9. 9 là trả 1 thì còn 8. Vậy thì 8 trừ đi 7 còn mấy thôi? 1. Vậy đây sẽ là 1, 9, 5 cộng với bao nhiêu? Cộng với 82. Đấy, mình sẽ lấy nè, 1, 9, 5 cộng 82. 5 cộng 2 là 7. 9 cộng 8, 17. Viết 7 nhớ, nhớ 1. 1 là các em nhớ 1 sẽ là 2. Vậy sẽ được là 277. 277. Xong chưa? Rồi, sang bài số 8 nè. Câu A nè. Lấy các que tính xếp thành hình dưới đây. Đấy, tức là chúng ta xếp thành cái hình như thế này. Rồi, xếp thêm hai que tính vào hình đó để được hình mới. Có 5 hình vuông. Em hãy vẽ vào hình bên để thể hiện cái cách xếp. Như vậy thì đây nó quá dễ rồi đúng không? Đây các em sẽ vẽ thêm nè. Xếp thêm hai cái que tính nè. Đây là một que tính nè. Được chưa? Rồi đây một que nữa nè, là hai que tính nè. Đấy, như vậy mình sẽ được 5 hình vuông nè. Hình vuông nè các em. 1 nè, hình vuông 2, hình vuông 3, hình vuông 4 và một cái hình vuông lớn nữa nè, là 5. Được chưa? Quá dễ nhá. Rồi sang câu B. Kẻ thêm vào hình dưới đây một đoạn thẳng để được hình mới có một hình tam giác và hai hình tứ giác. Vậy thì mình thấy đây đã có một hình tứ giác lớn rồi nè, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể kẻ rất là nhiều nè. Đây, các em có thể kẻ như này cũng được nè, đúng không? Hoặc các em có thể kẻ như này nè. Đấy, để chúng ta sẽ được một hình tam giác, một hình tứ giác này. Đấy, hoặc là các em có thể kẻ như này. Rất nhiều cách để chúng ta kẻ nhé. Vậy thì thầy sẽ chọn cái cách kẻ dễ nhất đây, thuận nhất. Đấy, để được một hình tam giác, chính là hình này. Hai hình tứ giác, đây là một hình và một hình lớn ở ngoài. Xong chưa? Đấy, quá đơn giản đúng không nào? Rồi, và đến đây chúng mình đã hoàn thành được cái tuần này. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.